thời gian qua tại nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Là phường nội thị có tới gần 70% số hộ kinh doanh buôn bán, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên đang tập trung tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh, kho chứa hàng trên địa bàn phường nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình hình cháy nổ. Phường thành lập 4 tổ kiểm tra, mỗi tổ từ 3 đến 4 thành viên, gồm một công an khu vực, hai công chức phường và một thành viên khối đoàn thể hội. Việc kiểm tra nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cũng như tuyên truyền ý thức, nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở kinh doanh, hộ gia đình trong công tác phòng cháy chữa cháy. Qua kiểm tra cho thấy, nhiều nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nhưng chưa trang bị đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy. Một số hộ kinh doanh các mặt hàng như đồ điện tử, điện lạnh, trong khi mặt bằng kinh doanh nhỏ hẹp tiềm ẩn nhiều nguy cơ chập cháy. Là chủ hộ kinh doanh thì tôi cũng chuẩn bị những cái bình chữa cháy rồi các cái tiêu lệnh như là các đồng chí công an phòng cháy chữa cháy hướng dẫn. Chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật và kiểm tra những cái thiết bị an toàn cho tính mạng, bản thân mình và gia đình. Phường Lê Lợi có trên 1.800 hộ dân với hơn 8.000 nhân khẩu. Ngoài 500 hộ kinh doanh tại chợ Phú Hiến được phân cấp do thành phố Hưng Yên quản lý phòng cháy chữa cháy, phường còn khoảng 700 hộ dân kinh doanh hoặc cho thuê kinh doanh tại nhà. Thông qua việc kiểm tra, phường Lê Lợi kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót và vi phạm về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh, buôn bán, kho chứa hàng. Trên cơ sở đó, đề ra biện pháp khắc phục, xử lý nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Vẫn còn một số hộ kinh doanh cũng như là các cái nhà ở kết hợp với kinh doanh chưa chấp hành nghiêm công tác phòng cháy cháy, cũng như là thứ nhất là trang bị cái bình chữa cháy vẫn còn thiếu, bình chữa cháy đã hết hạn. Thứ hai là cái nội quy tiêu lệnh thì vẫn chưa để đúng các nơi quy định. Qua công tác kiểm tra thì tôi yêu cầu phải trang bị đầy đủ các cái bình chữa cháy. Hai là ký cam kết các cái theo cái đúng cái nội quy quy định của công tác phòng cháy chữa cháy.